Facebook hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cùng chào đón ngày mai với những đam mê chinh phục. Đi chung một con đường cùng hướng về tương lai. Bạn ơi, cùng nhau sẽ chưa về. Chưa về Việt Nam vươn cao chiến thắng. Cùng hào hào vươn tới đỉnh cao. Vina Escort. Và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Quý vị và các bạn đang theo dõi một chương trình hoàn toàn dành cho tất cả những ai đang yêu nhau, và họ đến đây với mục đích là chia sẻ những điều thầm kín nhất từ trong trái tim của mình cho người đối phương biết. Quý vị và các bạn thân mến, và họ đến đây để chinh phục một giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Chúng tôi xin được giới thiệu cặp đôi đầu tiên, đó là hai bạn Thành Trung và Kiều Nga. Cặp đôi thứ hai, Hoàng Long và Thùy Dung. Mời các bạn tự giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Chào MC Tấn Thành. Hôm nay mình rất vui khi được đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Mình tên là Nguyễn Thị Kiều Nga, và người cùng đồng hành với mình ngày hôm nay là người yêu của mình, anh Hà Thành Trung. Vâng, được có mặt trong cái cuộc thi Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh ngày hôm nay là một cái điều vô cùng đáng nhớ và may mắn của hai đứa mình. Bởi thứ nhất, hai đứa đã đạt được cái ước nguyện bao lâu nay, đó chính là mong muốn được gặp anh MC Chính Thành bằng chương bằng thịt ngoài đời. Điều thứ hai, đó chính là đây chính là một cái dấu mốc vô cùng quan trọng, đáng nhớ cho hai đứa trước khi có những cái bước tiến xa hơn. Cái điều cuối cùng đó chính là cái mục tiêu của hai đứa khi đến tham gia chương trình, đó chính là phải không ngại cái sự chặt chém của anh Chính Thành. Xin cảm ơn ạ. Sao có thương hiệu dao kéo của tôi nó lan rộng nữa. Sao lại muốn được chặt chém cùng với Chính Thành? Mà những cái câu hỏi mà anh Chính Thành thường hay chặt chém là rất là hóc búa và đòi hỏi người ta phải rất là nhanh nhạy và phải thần kinh thép mới trả lời được những cái câu hỏi đó. Mà có nghĩa là em thích chặt chém phải không? Dạ đúng. Hoàn toàn sẵn lòng để được nương sẵn theo lòng. Mình hy vọng là các bạn sẽ lành lặn đi về. Xin mời cặp đôi số 2 ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh. Mình tên là Vũ Hoàng Long. Hôm nay mình rất là vui và hào hứng khi được tham dự chương trình này và được gặp gỡ MC Chấn Thành. Thì mình đừng nói chặt chém nữa nghe. Dạ không, dạ. Chỉ gặp gỡ thôi. Dạ. Gặp gỡ thôi ha. Cảm ơn bạn. Đến chương trình này mục đích là để hiểu được cô bạn gái rất là bướng bỉnh của mình. Mình với bạn gái mình thì lúc nào cũng như nắng với mưa vậy đó. Và đây chính là cô gái bướng bỉnh. Xin chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình Ý Phái Đẹp, Lời Phái Mạnh, và xin chào MC Chính Thành. Thì cái ấn tượng đầu tiên mình gặp anh chàng này cũng không có tốt nữa. Chứ có nhìn mặt ảnh thấy ghét lắm kìa. Mình nghĩ là lúc đó mình sẽ không bao giờ yêu một cái anh chàng như vậy. Nhưng mà không biết sao mà lại quen nhau tới bây giờ. Bây giờ nghe cho Thành hỏi nha, một bạn thì nóng tính, một bạn thì khó tính. Cho tới bây giờ thì có cách tính với nhau không? Dạ, đến bây giờ vẫn chưa mong. Chưa tìm ra cách tính nữa. Chưa. Là dạ. Cứ gây lộn suốt vậy đó. Đối với những người phụ nữ có tính cách thì mình phải có cách tính. Cách tính. À, nha. Yeah. Thì nếu mà tính không được thì là họ về họ tính ngược lại mình. Hay không? Cho nên chỉ có cách dấn thân và sau đó bị người ta phù dập. Đó là một trong hai đường mà chúng ta có thể lựa chọn. Cố gắng giúp bạn Long ngày hôm nay bạn có thể vượt qua mọi thử thách của chương trình. Và thưa quý vị, hai đội đều rất thú vị. Chúng ta hy vọng một chương trình thật hấp dẫn sẽ diễn ra ngay bây giờ với vòng thi chân dung. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng đầu tiên chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho mỗi một đội. Các bạn sẽ trả lời bằng cách dơ bảng có hay không. Các bạn dơ bảng cùng một lúc. Nếu mà trùng khớp mình sẽ được 5 điểm, mà không trùng khớp thì thôi không trừ điểm. Vòng này có 5 câu, như vậy là điểm tối đa là 25 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lượt chơi dành cho hai bạn Nga và Trung. Xin mời. Câu hỏi số 1. Nếu có một quả cầu báo cho các bạn biết được tương lai, khi nào hai bạn sẽ kết hôn, các bạn có muốn nhìn vào nó không? 5, 4, 3, 2, 1. Trùng khớp.
lỡ mà nhìn vào đó nó báo rằng là hai bạn sẽ không có đám cưới thì sao? Nếu mà bảo là không hợp nhau á thì cũng lo, nhưng mà thôi cũng kệ. Giờ quan trọng á là mình sống với nhau thế nào thôi, chứ còn lời tiên tri thì không, mình không có tin lắm. Anh mà có quả cầu đó thì đầu tiên anh sẽ bán đấu giá. Không có tìm dòm nó làm cái gì đâu. Câu hỏi số 2. Trong hôn nhân, nếu muốn bền vững, đôi khi phải nhắm mắt làm ngơ một số khuyết điểm của người còn lại. Đồng ý hay không? 1, 2, 3. Trung khớp. Các bạn không nghĩ là mình sẽ giải quyết những vấn đề đó à? Tất nhiên không ai là hoàn hảo, và chúng ta cũng phải học cái cách chấp nhận những cái khuyết điểm đó của nhau và cùng sống vì nhau, thay vì là cứ bắt họ phải như thế này như thế kia để sống theo cái ý mình. Đúng, ta gọi đó là sự thích nghi, đúng không ạ? Câu hỏi số 3. Bạn đang rất là không ưa một cái người thân của người yêu của mình. Người yêu của mình thì rất là ưa cái người đó. Bạn biết là người đó không hề đáng tin, nhưng người yêu của bạn nói rằng người đó rất đáng tin. Bạn có làm cho người yêu của bạn tin bạn là cái người đó không đáng tin hay không? Không trùng khớp. Còn bạn Nga, tại sao bạn lại có? Mình đề phòng á, mình tránh đi những cái tình huống xấu xảy ra thôi, chứ không phải là mình nói người yêu để người yêu ghét bỏ người đó. Câu hỏi số 4. Kết hôn xong rồi khó lãng mạn như lúc yêu nhau lắm, chấp nhận được hay không? Trời ơi, ta nói tôi nhắm mắt lại tôi cũng biết mấy bạn trả lời vậy luôn á. Ta nói không trùng khớp. Đàn ông thường là lúc mà chưa có được cái gì ta làm thấy ghê lắm à. Thì dĩ nhiên là khi mà được rồi thì người ta hay vì một số những cái lý do thế này thế nọ để mà từ gia đình là, em ơi tại vì anh công việc như thế này nên anh như thế này, anh như thế này nên anh không thể như thế này ha. Phụ nữ thì không có chịu, phụ nữ luôn luôn có cái lý do là anh của tôi sao anh đến với tôi như sao thì anh ở lý do nó nguyên vẹn như thế, đúng không em? Đúng, khách thường nó là như vậy mà thật sự nó cũng là như vậy đó em. Em không chấp nhận thì nó cũng là như vậy. Câu hỏi cuối cùng ha. Có thể hai bạn không giống nhau về tính cách, có thể các bạn đôi khi không muốn, nhưng mà mình vẫn tự điều chỉnh những cái thói hư tật xấu của mình một cách vô thức để làm vừa lòng người kia. Điều đó có hay không? Chà, trời ơi, tôi mừng dễ sợ. Trung khớp. Bạn đã điều chỉnh những gì một cách vô thức bạn Trung? Có, cho dù có những cái quyết định thực sự là bản thân em không muốn thay đổi một chút nào đó, nhưng mà người yêu bảo rằng điều đó sẽ có lợi hơn cho hai đứa thì cũng cố gắng, cũng ráng, mặc dù không muốn cũng phải ráng, ráng thay đổi dần dần cho nó thích nghi với những cái tính cách mà bạn gái mong muốn hơn. Còn bạn Nga thì sao? Dạ em thì em trưởng thành hơn, em cũng biết suy nghĩ hơn, đỡ phá người ta hơn, đúng không? Rồi, nói chung là hai bạn rất là đáng yêu, tôi rất là thích tính cách của hai bạn, và các bạn đúng được 3 câu, 15 điểm, xin chúc mừng. Cảm ơn Trung và Nga, và bây giờ sẽ là lượt chơi của Long và Dung. Xin mời. Chuẩn bị câu hỏi số 1. Người ta thường nói sự thật thì mất lòng. Các bạn có muốn một nửa còn lại nhận xét về mình 100% sự thật trong mọi trường hợp và mọi tình huống về mình hay không? 5, 4, 3, 2, 1. Trùng khớp. Thế là phụ nữ không cần lâu lâu đàn ông phải khen mình à? À, cũng có lúc phải khen, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải có những cái thiếu sót thì cũng phải chê để em biết em sửa. À, dạ. Em thì em thích thật thà luôn. Dạ. Câu hỏi số 2. Nếu nói rằng Facebook chỉ là nơi để thổ lộ những chuyện tâm sự cá nhân mà không phải là nơi để phơi bày tình cảm yêu đương, các bạn có đồng ý hay không? Thường thì trả lời như vậy là hợp lý nên không trùng khớp. Tại những cái người đàn ông á, người ta ít khi muốn công khai cái chuyện tình của mình cho mọi người biết á. Những lúc mà hai đứa có những cái dịp mà đi chơi, kỷ niệm, lãng mạn như thế nào thì mình cũng có thể là chụp một vài tấm hình và kèm thêm những cái lời như vậy rồi post lên Facebook cho bạn bè mình xem. Cái tình yêu của mình nó đẹp mà, đúng không em? Dạ. Rồi, sao bạn? Nếu gia đình
có định kiến sai về người yêu của mình, thì các bạn sẽ âm thầm chứng minh cho họ thấy theo thời gian, thay vì thuyết phục họ. Các bạn có đồng ý cách giải quyết này hay không? 5, 4, 3, 2, 1. Trùng khớp. Tại sao lại nghĩ như vậy? Nếu mà mình thuyết phục ngay lúc đó thì có thể là người ta không tin, ba mẹ mình rồi họ hàng mình không tin. Nhưng mà mình sẽ chứng minh bằng cái cách đó là âm thầm chứng minh theo thời gian, thì có lẽ là đó chính là những bằng chứng mà họ sẽ tin là hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu như các bạn bất đồng quan điểm với nhau về chuyện tiền bạc, đó có phải là một yếu tố hơi nghiêm trọng trong chuyện hôn nhân hay không? Trùng khớp. Nghĩ sao về chuyện này ạ? Còn nhiều khi rồi, ví dụ mình đi làm về rồi tiền mình mất tiêu hết rồi, vợ mình hỏi mình là tiền để đâu rồi mình không trả lời được thì cũng mệt. Thu chi này kia thì cũng phải rõ ràng và công khai với người bạn của mình, để cho hai đứa không có tranh cãi với nhau rồi lại mất lòng nhau. Cũng hay. Bây giờ câu cuối cùng. Có một cô diễn viên có tên là Megan Fox, cô khuyên người ta một câu như thế này: đừng đi tìm kiếm tình yêu, mà hãy tìm một người làm cho mình hạnh phúc. Chắc chắn những cái điều mà người ta làm cho mình hạnh phúc, một thời gian nữa nó cũng sẽ trở thành tình yêu. Có cãi cổ hay không? Thiệt tình, quá hiền lành, trùng khớp. Các bạn tin điều đó hả? Đối với em thì em là con gái, thì em lúc nào cũng mong muốn bạn trai của mình làm những cái điều mà cho mình vui, mình hạnh phúc. Nếu mà làm như vậy thì một thời gian thì trái tim của mình cũng sẽ rung động thôi. Bây giờ chúng ta tổng kết lại cho bạn có 4 câu chính xác, các bạn được 20 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, và vòng 1 sẽ khép lại ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 2, vòng thi Đồng Lòng. Cùng chào đón ngày mai với những đam mê chinh phục. Đi chung một con đường cùng hướng về tương lai. Bạn ơi, cùng nhau sẽ chia chữ về. Mì ơi là mì. Chán, không ăn nữa. Khoan, hãy thử ngay sesame tép mới. Với tinh chất mật men. Wow, cho chua cay bùng nổ trên từng nét khoan. Thử nào. Nhìn kìa, ngon dữ, người gỗ là người thiệt luôn. Cái chuyện ngon lạ, ăn sesame tép mới, nhổ bùng mọi giác quan, giá trị 4.500 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng thi thứ hai sẽ có 3 câu hỏi dành cho mỗi một đội. Và đầu tiên thì sẽ là câu hỏi dành cho các bạn nam, nên xin mời các bạn nữ tạm thời lánh mặt nha. Xin mời. Các bạn trả lời 3 câu hỏi của Thành. Nếu trùng khớp với người còn lại thì một câu sẽ được 5 điểm. Nếu như không trùng khớp thì thôi. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy là muốn tăng điểm, trong cái trường hợp là cái câu hỏi đó mình biết chắc chắn người kia sẽ trả lời giống mình, thì mình sẽ đặt cược. Nếu như trùng khớp sẽ được thêm 5 điểm, và nếu không trùng khớp sẽ phải bị trừ đi 5 điểm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 1. Riêng các bạn tự nhận xét là mình có cái điểm gì mà không thể có được giống như mấy cái anh mà nhân vật hoàn hảo như trong các cái cuốn phim hay là tiểu thuyết. Và cái ví dụ điển hình của hai bạn là gì? Đầu tiên xin mời bạn Trung ạ. Cái điểm mà em không bao giờ có được giống như các nhân vật trong phim, trong truyện, thì em nghĩ là cái sự lãng mạn. Cái điều lãng mạn nhất bạn đã từng làm là cái gì? Vào cái mùa sinh nhật đầu tiên mà quen biết nàng. Tức là lúc đó đang còn lấy lòng mà, thành ra là cô cũng cố gắng kỳ công, dành chọn khoảng 3 ngày tự làm lấy cái thiệp thủ công mà chính mình làm, tức là duy nhất từ đó giờ chưa bao giờ làm luôn. Với câu chuyện này bạn có muốn đặt cược hay không ạ? Thế em nghĩ là em đặt cược câu hỏi này. Bạn Long. Cái mà em không có từ các
các anh hùng hay là các diễn viên trên phim chắc là không đẹp trai mà. Bạn đang bàn về vấn đề thẩm mỹ á hả? Tôi thì nếu mà riêng tôi trả lời câu này là tôi không thể nào mà cái gì cũng hở ra là chết vì người yêu được như mấy cái ông trong phim. Câu hỏi số 2, điều nào đúng với tính cách của các bạn trong những trường hợp sau? Luôn là người nói lời xin lỗi, biết khi nào cần xin lỗi mà xin lỗi, luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi, và là một người ít khi nói lời xin lỗi, và là một người không bao giờ là người đầu tiên nói lời xin lỗi. Trường hợp nào đúng với các bạn? Mời bạn Trung. Bản thân em á, thì em là người đúng với trường hợp thứ hai nhất, tức là xin lỗi tùy lúc. Thực chất á, bản thân mình cũng hiểu cái trường hợp nào á, mình cũng nên là người nhận lỗi trước, dù đúng dù sai. Đôi lúc, ví dụ mình biết rằng có thể mình không sai, mình đang đúng đó. Nên mở đèn xanh cho người ta. Đúng rồi, nên bật đèn xanh để cho người ta hiểu được cái vấn đề đó là mình đang hoàn toàn không sai. Thì là trường hợp thứ hai là biết khi nào cần xin lỗi thì mới xin lỗi. Bạn Long thì sao? Dạ, cái câu hỏi này thì em là chắc chắn là em biết rồi. Tại trước giờ là... Em là kèo dưới em. Dạ, em kèo dưới. Đấy. Dạ. Ây da. Em không bao giờ xin lỗi. Tại vì thí dụ mà cãi nhau đi, em nói là em làm sai rồi, anh mới đúng nè. Rồi em nói là em không biết, bây giờ anh phải xin lỗi em trước, rồi tính gì tính. Trời, đâu ra cái người ngang ngược dữ vậy trời. Trong tình yêu dù đúng dù sai chứ người con trai là phải xin lỗi. À đúng dù sai, trai phải xin lỗi trước. Có nghĩa là bạn chọn cái phương án đầu tiên là luôn phải nói lời xin lỗi đó. Dạ luôn phải nói lời xin lỗi. Dạ, đúng. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Cường không? Hay à. Đó. Câu hỏi số 3, trong người con gái các bạn đang yêu, phần nào là đang có nhiều nhất? Phần đàn bà hay phụ nữ, hay cô gái, hay là cô bé? Tại sao các bạn lại nói nó chiếm nhiều nhất? Ví dụ cho tôi nghe. Mời bạn Trung. Cái đáp án của em chắc chắn là cô bé. Mà nó là một cái gì đó hồn nhiên, rất là hồn nhiên nhí nhảnh. Và thực sự là em cũng thích cái nét như vậy ở người yêu em. Và chính vì vậy mà cái đáp em chọn là chắc chắn là cô bé. Cược không? Em cược câu này. Đó. Mời Long Long. Nói về bạn gái của em thì em nghĩ là phần cô gái nhiều hơn. Cô gái, lý giải như thế nào nhỉ? Tại vì bạn gái em thì trước giờ lúc nào cũng gọi là thùy mị nết na lắm. Mà thường cái người mà đàn ông mà hay xin lỗi thì nó hay thấy như vậy. Đặc cược không? Dạ em nghĩ. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào ô cửa. Xin mời các cô gái ạ. Những người đàn ông trong phim đa số hoàn hảo lắm, đẹp lung linh gì đó. Thì mấy em nghĩ xem là bạn trai của mình á sẽ trả lời là mình sẽ không giống như những cái nhân vật trong phim hay là tiểu thuyết ở cái điểm nào? Bạn trai em là không giống nhân vật trong phim, đó là không lãng mạn bằng nhân vật trong phim. Tại sao? Nhân vật chính á mà có làm gì nữa cũng yêu say đắm, yêu thắm thế luôn. Mặc dù làm sai gì á, còn ngoài đời thì á, ví dụ không giữ. Không có giữ, nhưng mà kiểu là cũng nói hơi nặng lời á, không được nhẹ nhàng như trong phim. Thôi vậy thì trùng khớp, chúc mừng em. Bạn trai em cũng nói như thế là anh thiếu lãng mạn lắm. Nhớ là có một cái lần duy nhất sinh nhật em được tặng thiệp làm tay thôi đúng không? Đó là hai đứa mới quen nhau 2 tháng. Mới cua đó cái em. Cái đó là như món quà đó. Đầu tiên và cũng là món quà anh tự làm cho em. Đàn ông đó, nhìn cho kỹ nha. Chặt chém hả Trung? Mời bạn Dung nè. Nếu mà cái nhân vật trong phim á mà nó lãng mạn thì giống như là hay tạo cho người yêu mình sự bất ngờ. Còn đối với tụi em thì em nghĩ là bạn trai của em sẽ không có giống ở cái điểm đó. Cái món quà mà anh tặng cho em á thì cũng là do là anh hỏi em thích cái gì thì anh sẽ mua tặng. Cảm ơn em không trùng khớp. Đó là đẹp trai. Nó không đẹp trai bằng mấy nhân vật trong phim. Có không? Vậy hả? Trời ơi, một cái gật đầu thật phũ phàng. Rồi, câu hỏi số 2, hãy xem là người yêu của các em thuộc cái trường hợp nào sau đây. 1, là người đàn ông luôn phải nói lời xin lỗi. 2, là người đàn ông biết xin lỗi khi nào cần xin lỗi. Trường hợp thứ 3, là người đàn ông
luôn là cái người đầu tiên nói cái lời xin lỗi trong những lúc gây lộn. Và người thứ tư là cái người mà ít khi nói cái lời xin lỗi. Và cái người thứ năm là cái người đàn ông mà không bao giờ chấp nhận mình là người đầu tiên phải nói xin lỗi. Vậy thì người đàn ông của các em thuộc loại người nào? Bạn trai em là thuộc loại người là xin lỗi đúng lúc á. Ừ. Dạ. Sao vậy? Lúc đúng thời điểm. Đúng lúc đúng thì. Ví dụ. Vì nhiều khi mình thì thấy vô tư mà anh thấy cái đó là không được thì anh cũng sẽ nhắc nhở em là anh thấy cái này em không có được nè, không nên vậy, thì em cũng sẽ sẵn sàng xin lỗi chứ không nhất thiết là bạn trai mỗi lần em giận lên là bạn trai phải xin lỗi. Hay quá, gia đình em bình đẳng, gia đình em hạnh phúc. Em là cái mẫu hình lý tưởng của một cái lối sống gia đình mới. Em là hệ tư tưởng mới và em trùng khớp. Chúc mừng. Còn bạn Dung thì sao? Em sẽ nghĩ là trường hợp thứ ba là bạn trai của em là sẽ luôn là người đầu tiên nói lời xin lỗi trước. Em đang kể cho anh nghe một cái câu chuyện liên quan gì tới cái câu chuyện của bạn trai em kể hết trơn á. Thành thử ra không có trùng khớp. Hồi nãy em hơi khiêm tốn so với chính bản thân của mình á, nên em nói bạn trai em là không phải là cái người xin lỗi trước. Nhưng mà bạn trai em nhìn nhận vấn đề rõ ràng lắm, nên là lúc nào anh cũng phải xin lỗi. Tình yêu dù đúng dù sai, người con trai luôn là người xin lỗi. Câu số 3. Theo các bạn, trong ánh mắt của anh ta thì mình có cái phần nào nhiều nhất trong những phần sau đây? Đàn bà hay là phụ nữ, hay là cô gái, hay chỉ là một cô bé? Tại sao? Theo em nghĩ là có lẽ là cô gái. Dạ, chỉ là vừa ngây thơ trong sáng nhưng mà cũng một chút hiểu chuyện. Còn đàn bà thì là hiểu chuyện quá. Em nghĩ là cô gái. Cô gái hả? Dạ. Rất tiếc anh hay là hiểu là cô bé cơ. Trừ em 5 điểm, câu này cô đặt cược. Rồi, còn bạn Dung thì sao nè? Em nghĩ là em có cái phần nhiều nhất đó là ở chỗ đó là phụ nữ. Ừ. Nói chung là em nhìn cái vấn đề nó xa hơn một tí. Cho nên em nghĩ là thuộc lại phụ nữ. Không trùng khớp. Bằng chứng là luôn bắt người ta nói lời xin lỗi là thấy chưa hiểu chuyện lắm rồi. Thế là chỉ là cô gái thôi, cũng chưa có lên tới mức độ phụ nữ đó. Chịu không? Cũng không chịu lắm. Không chịu. Thôi mình về nhà giải quyết đi ha. Dạ. Tôi không biết đâu nha, tôi không phải là người thích cầm hột quẹt đâu. Dạ. Mà bây giờ mình tổng kết điểm đi nè. Bạn Long và bạn Dung câu này bị trừ thêm 5 điểm nữa là bởi vì câu này có đặt cược. Và cuối cùng các bạn có 10 điểm. Bạn Trung và bạn Nga thì sau 3 câu hỏi thì được 25 điểm. Xin chúc mừng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ khép lại vòng 2 để cùng nhau đến với vòng thi cuối cùng của chương trình. Vòng thi có tên gọi Tính Cách. Quý vị và các bạn thân mến, vòng thi cuối cùng này chúng ta sẽ tiến dần đến giải thưởng cao nhất của chương trình, đó là giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Trong đó có 3 triệu là hiện kim và một bộ sản phẩm Angel Secret của thương hiệu Lovite Paris trị giá 12 triệu đồng. Trong đó bao gồm những sản phẩm là tinh chất chống lão hóa chuyên sâu đến từng tế bào và kem dưỡng chống nhăn da cũng như là chống lão hóa tổng thể. Và bên cạnh đó sẽ tặng luôn một bộ sản phẩm máy để hỗ trợ cho sản phẩm chúng ta thẩm thấu được nhanh hơn. Và hiện nay hai đội đang có số điểm chênh lệch. Và các bạn đúng được cái câu hỏi của vòng cuối cùng này thì các bạn sẽ được 25 điểm. Nếu sai thì thôi, không có bị trừ điểm. Muốn điểm số mình được gia tăng, chúng ta có thể đặt cược điểm. Với cái số điểm cao nhất có thể đặt cược bằng với cái số điểm mà mình đang kiếm được trong hai vòng từ nãy đến giờ. Và nếu đúng được cộng thêm số điểm đó, nhưng sai cũng bị trừ đúng cái số điểm đặt cược đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Gửi cho tôi phong bì. Xin mời hai bạn. Ta đến với lượt chơi của hai bạn Long và Dung trước ạ. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video clip, sau đó Thành mới đặt câu hỏi cho các bạn. Xem kỹ nha. Xin mời.
10 lý do để nam giới phải sống độc thân. Nếu như được phản biện, bạn Dung hãy tạo ra 5 điều vợ răng. Làm sao để cưới vợ mới là thượng sách? 5 điều đó bạn cho người đàn ông bạn biết là 5 điều gì? Mời bạn. Nhưng trước tiên mời bạn nam đeo headphone. Đợi, mời em. Em nghĩ là 5 điều người đàn ông nên kết hôn. Thứ nhất đó là giống như là trời sinh bản năng ra là giống như vậy, hấp dẫn với lại người phụ nữ. Mà bây giờ mà người đàn ông không lấy vợ thì có thể là những cái nỗi niềm đó sẽ không có ai giải bày cho hết. Trời ơi em ơi, tao nói đàn ông nó rất là sung sướng nên nó tìm nhiều người phụ nữ cùng giải bày một lúc. Em ngây thơ quá. Người ta có câu đó là sau lưng một người đàn ông thành đạt thì lúc nào cũng có một người phụ nữ. Ý thứ ba đó là sau này khi mà mình lớn tuổi một tí, giống như là nếu kết hôn thì người vợ cũng chính là người bạn đời gắn bó với mình, thì giúp cho cái tuổi già của mình nó cũng đỡ cô đơn hơn. Tới lúc già có người lo cho mình cầm cái cây ba toan, anh ơi có cái cầm đi đúng không? Thì nghe có vẻ hợp lý nè, cái này hợp lý. Điều thứ tư, có thể người phụ nữ sẽ là góp ý, giống như là tư vấn, cố vấn, đứng ở đằng sau cố vấn cho người chồng của mình. Một nhà cố vấn. Dạ, điều cuối cùng, cái mức thu nhập của người đàn ông cũng có thể được trời ơi, tăng lên. Trời ơi, đừng nói tới kinh tế em ơi, nó sợ lắm em. Cưới vợ xong nó tốn tiền lắm, em tin anh đi. Còn mấy mối mình lấy vợ về thì cái lương thêm của vợ thêm vào đó nữa là được gấp đôi lên rồi. Ý em là vậy. Có thêm vợ là có thêm nguồn thu nhập. Trời ơi, em thích em dễ sợ luôn. Theo suy nghĩ của bạn thì bạn nghĩ là cô gái của bạn sẽ khuyên bạn 5 điều gì để người đàn ông phải kết hôn? Đó, suy nghĩ xem cô ta sẽ nói cái gì. Bạn gái em khuyên em nên lấy vợ thì cái điều đầu tiên là sẽ được vợ chăm sóc. Không. Chăm sóc. Một. Thứ hai là không có bị bạn bè này kia lôi kéo. Thì thứ ba là đàn ông thì tiền bạc rất là thoải mái. Phụ nữ thì ta kỹ tính thì ta có tặng thể là thêm một thủ quỹ. Dạ, một thủ quỹ. Tiếp theo là nếu mà muốn chứng minh nó tình cảm mình nó bền vững, nó làm cho tình cảm mình bền vững không bao giờ sẽ minh chứng cho bền vững của tình yêu. Bốn. Điều cuối cùng mà mình chín chắn hơn. Tìm lại cái đàn ông trong tôi đã mất. Mình đàn ông gia đình. Hay quá. Hôm nay tôi tổng cộng được nghe 10 câu chuyện thú vị, không cái câu chuyện nào dính líu với câu chuyện nào hết. Hai bạn không trùng khớp dù chỉ là một câu. Ôm nhau cái lấy hên đi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Ôm nhau cái đi. Mời Trung và Nga. Hãy cùng xem một cái đoạn clip rồi sau đó mình tiếp tục đặt câu hỏi nha. I love you. I've loved you for 9 years. I've just been too arrogant and scared to realize it. And, well, choose me. Marry me. Let me make you happy. Đây là cái bộ phim tên là My Best Friend's Wedding. Thì nếu như có một cái trường hợp nào đó xảy ra tương tự với các bạn ngay bây giờ, là ngay ngày mai có một cái cô bánh bèo của nói với cái anh này là anh ơi em yêu anh 9 năm rồi, bỏ ngay con nhỏ tên là Nga đi lấy em nè, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Và mời bạn đi hết hơn bạn. Mời em. Đầu tiên là em sẽ nói hai người trước, hai người. Em với chồng trước, xem là cái hướng tình cảm của anh ấy như thế nào. Đó, nếu như mà anh ấy có tình cảm với cô kia và muốn dùng đám cưới thì em sẽ sẵn sàng dừng. Còn nếu mà bảo là chỉ yêu một mình em thì em vẫn diễn ra bình thường. Sau khi mà hai người nói chuyện với nhau rồi thì có thể là gặp cô bạn đó để nói thẳng rõ ràng. Rất thích câu trả lời của em. Hy vọng mình cũng có một câu trả lời tương tự như vậy từ bạn ta. Bạn nghĩ là bạn Nga sẽ giải quyết như thế nào? Có lẽ Nga sẽ kêu em ngồi lại nói chuyện. Nói chuyện riêng với em trước. Nói chuyện với em trước. Và chắc chắn Nga cũng sẽ làm một điều là sẽ cho em cái sự lựa chọn. Nếu mà lựa Nga tiếp tục đám cưới với Nga thì
mọi việc sẽ phải mọi việc với người bạn thân phải chấm dứt và rõ ràng. Nghĩ là bạn có muốn gặp cái người đó để ba mặt một lời để nói rõ ràng. Dạ, chắc chắn là phải ba mặt một lời và không có vương vấn gì. Còn nếu mà lựa cô bạn thân thì chắc cũng sẽ ủng hộ và chấp nhận thôi. Thực ra các bạn rất là hiểu nhau và tôi chúc mừng các bạn trùng khớp. Và chúng ta vừa có một phần tranh tài rất là thú vị với những cái câu chuyện mà cho đến bây giờ mới kể mà nó thật sự là thú vị. Bây giờ chúng ta xem có cái lượng đặt cược nó như thế nào. Hai bạn đặt cược 10 điểm nhưng mà đáng tiếc là không đúng, bị trừ thêm 10 điểm. Hiện nay thì các bạn không có điểm. Và còn riêng cái đội của bạn Trung và bạn Nga thì để xem nào. Các bạn đặt cược không đặt cược điểm để trống, như vậy là sẽ được cộng thêm 25 điểm với cái câu trả lời đúng. Và tổng số điểm của các bạn hiện nay đang có được là 50 điểm. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình và xin gửi tặng cho các bạn phần quà của nhà tài trợ Vina Acid Cook. Và bên cạnh đó một món quà lưu niệm của Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh. Và riêng đội của bạn Long và bạn Dung sẽ ra về với giải thưởng 1.500.000 đồng. Và đội của bạn Trung và bạn Nga ra về với giải thưởng trị giá 3 triệu đồng hiện kim. Và bên cạnh đó một bộ sản phẩm Angel Secret của Lovita Party trị giá 12 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người chơi tiếp theo của chương trình khi đăng ký trên trang web ý phái đẹp gạch ngang lời phái mạnh .vn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Esicook. Hẹn gặp lại vào 21 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào tạm biệt. Vina Ace Cook hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.